Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự thật khi U23 Việt Nam thua U23 Jordan sau loạt đấu súng. Rạng sáng nay ngày 11 tháng 4, U23 Việt Nam đã thi đấu giao hữu với U23 Jordan. Đây là trận đấu có ý nghĩa, tổng duyệt đối với các học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trước khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2024. U23 Việt Nam dùng hai đội hình đấu U23 Jordan. Theo thông tin từ VFF, trong trận giao hữu với U23 Jordan rạng sáng nay, giờ Việt Nam, sau hiệp 1 hòa 0-0 sang hiệp 2, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thay đổi 10 vị trí trong đội hình U23 Việt Nam, tạo điều kiện cho hầu hết các cầu thủ có cơ hội thể hiện mình. Trong suốt trận đấu, U23 Jordan với thể hình, thể lực tốt đã kiểm soát bóng có phần nhỉnh hơn, tạo ra áp lực lớn hơn nhưng không thể một lần xuyên thủng hàng thủ U23 Việt Nam. U23 Việt Nam hòa U23 Jordan 0-0 trong hai hiệp đấu chính thức và thua 3-4 ở loạt đá luân lưu. Ảnh VFF. Về phần mình, U23 Việt Nam cũng đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm từ những tình huống phản công sắc sảo nhưng hai chân sút Nguyên Hoàng và Bùi Vĩ Hào đều không thể tận dụng thành công. Hòa 0-0 sau hai hiệp đấu chính thức, hai đội bước vào loạt đá luân lưu 11M phân thắng bại và U23 Jordan đã thắng 4-3. Nhìn nhận lại trận giao hữu với U23 Jordan, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói, đây là trận đấu rất bổ ích. Tôi đã sử dụng hai đội hình khác nhau ở mỗi hiệp đấu nhưng chất lượng thi đấu của U23 Việt Nam ở hai hiệp không thay đổi. U23 Việt Nam đã có những cơ hội ghi bàn. Đến loạt sút luân lưu may rủi, U23 Việt Nam đã thua. Xét toàn cục, kết quả hòa phản ánh đúng những gì hai đội thể hiện trên sân. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thẳng thắn thừa nhận những gì U23 Việt Nam làm được ở trận đấu này chưa hoàn toàn theo như ý muốn so với những yêu cầu về đấu pháp. Các cầu thủ thực hiện chưa được tốt lắm. Nhưng đó không phải là điều đáng ngại. Chúng tôi vẫn còn chưa nhả khối lượng. U23 Việt Nam vẫn còn quỹ thời gian 6 ngày nữa chuẩn bị cho trận ra quân gặp U23 Kuwait ngày 17 tháng 4 tới. Nhìn chung, các cầu thủ thể hiện tốt về mặt khả năng, kỹ năng, dù các miếng chiến thuật chưa được hoàn hảo lắm nhưng có dấu hiệu lạc quan. Chúng tôi tự tin thấy các cầu thủ chơi ở trận đấu này. Họ đá tới phút cuối cùng mà chất lượng, cường độ hoạt động trên sân không hề thay đổi. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thể hiện niềm tin về các học trò. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng chất lượng thi đấu hai đội hình khác nhau của U23 Việt Nam ở mỗi hiệp đấu với U23 Jordan là tương đồng. Ảnh VFF. Do trận đấu kết thúc vào tối muộn theo giờ địa phương nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động của U23 Việt Nam trong ngày 11 tháng 4. Theo đó, các cầu thủ sẽ có trọn một ngày để nghỉ ngơi và hồi phục tại khách sạn. Đội sẽ trở lại sân tập vào ngày 12 tháng 4. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam nằm ở bảng D và sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait ngày 17 tháng 4, tiếp theo là hai cuộc đối đầu với U23 Malaysia ngày 20 tháng 4, U23 Uzbekistan ngày 23 tháng 4. Kết thúc vòng bảng, hai đội dẫn đầu mỗi bảng, 4 bảng, sẽ giành quyền vào tứ kết trước khi xác định các cặp đấu bán kết. Chung kết tranh ngôi vô địch. Giải năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi cũng là vòng loại Olympic Paris 2024. Hai đội vào chung kết và đội xếp thứ 3 sẽ giành vé đại diện châu Á dự Thế vận hội. Đội thua ở trận tranh hạng 3 sẽ đá play-off với đại diện của châu Phi để tranh tấm vé còn lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.